Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển Thái Lan đã thất bại trong việc tái lập thành tích lọt vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup, trong khi đội tuyển Việt Nam thì xuất sắc góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Nhìn hàng xóm thành công như vậy, liệu rằng người Thái có tiếc Kiatisak hay không? Trong lịch sử, bóng đá Thái Lan đã có 2 lần lọt vào đến vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Một lần là ở vòng loại World Cup 2002 và lần còn lại là ở vòng loại World Cup 2018. Cả hai chiến dịch đó, Kiatisak luôn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của voi chiến. Năm 2002, Kiatisak ở đỉnh cao phong độ khi đã ghi tới 7 bàn thắng ở vòng loại đầu tiên. Khi ấy thì khu vực châu Á chỉ có 2 vòng loại, góp công lớn cho thành tích giành 16 trên tổng số 18 điểm tối đa của đội tuyển Thái Lan và giúp cho đội bóng này dẫn đầu ở bảng đấu. Số điểm 16 cũng là một số điểm kỷ lục mà một đội bóng ở Đông Nam Á giành được ở vòng loại World Cup trong suốt 20 năm, cho tới khi đội tuyển Việt Nam xô đổ kỷ lục ấy với 17 điểm giành được ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Sau khi trở lại đội tuyển Thái Lan trên cương vị huấn luyện viên trưởng, Zico Thái đã tiếp tục cho thấy cái duyên của mình khi mà giúp cho đội tuyển Thái Lan một lần nữa góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 với 14 điểm sau khi kết thúc vòng loại thứ hai. Đáng tiếc thay là những thất bại của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 đã khiến cho những rạn nứt giữa Kiatisak và Liên đoàn bóng đá Thái Lan thêm sâu sắc, và hệ quả là vị chiến lược gia sinh năm 1973 này đã phải chia tay đội tuyển Thái Lan. Cũng kể từ lúc Kiatisak rời đội tuyển Thái Lan, bóng đá đất nước này bắt đầu đi xuống, và trùng hợp thay đó cũng là thời điểm mà bóng đá Việt Nam vươn lên mạnh mẽ dưới tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tìm rất nhiều cách để lấy lại hào quang ngày nào, và họ thậm chí thuê cả những huấn luyện viên từng dự World Cup là Akira Nishino người Nhật Bản về để dẫn dắt. Họ có những cầu thủ xuất sắc thi đấu ở tại Nhật Bản, nhưng kết quả thì vẫn còn thua xa những gì mà Kiatisak đã làm được. Năm 2021, Kiatisak đã trở lại phố núi và thổi một làn gió mới vào đội bóng này. Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ấn tượng và những học trò của Zico Thái tại câu lạc bộ này khi mà lên tuyển đã có màn trình diễn rất thuyết phục. Đóng góp của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không chỉ dừng lại ở việc là ghi dấu giày trong 6 trên tổng số 8 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam sau 3 trận đấu, mà nó còn thể hiện qua việc Kiatisak đã đưa ra không ít gợi ý đáng giá cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong quá trình sử dụng và phát huy khả năng của những cầu thủ như là Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương. Rất có thể là sau thất bại lần này, huấn luyện viên Akira Nishino sẽ nói lời chia tay với đội bóng xứ sở Chùa Vàng, và nếu như điều đó xảy ra thì người hâm mộ đội bóng này sẽ càng thêm tiếc nuối cho những di sản mà Kiatisak đã làm được tại đội tuyển Thái Lan. Sau 4 năm hoàng kim cùng với đội tuyển Thái Lan, Kiatisak đã phải chia tay bầy voi chiến một cách đầy cay đắng do thành tích không tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo liệu rằng có đi vào vết xe đổ của Zico Thái ngày nào khi mà đội tuyển Việt Nam cũng đã đi đến vòng loại dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục? Thực ra thì chính sự ảo tưởng đã đẩy đội tuyển Thái Lan vào thất bại nặng nề. Lần đầu tiên sau 16 năm, Thái Lan mới lại có một lần được vào đến vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. Ở vòng loại World Cup 2002, Kiatisak trong vai trò là cầu thủ đã cùng với đội tuyển Thái Lan lập điểm số ấn tượng với 16 điểm ở vòng loại đầu tiên để lọt vào vòng 10 đội mạnh nhất châu Á. Ở vòng sau thì Kiatisak và các đồng đội xếp bét bảng, họ chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận hòa trước Iran, Iraq và 2 trận đấu với Bahrain. 4 trận còn lại thì Thái Lan thua liểng xiểng. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, đội tuyển Thái Lan vuột chiến thắng khi để cho Iraq cầm hòa 2 đều, nhưng vẫn đủ để cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak xếp đầu bảng F ở tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018, nơi mà đội tuyển Việt Nam xếp hạng 3 với 7 điểm, chỉ bằng một nửa so với người Thái. Đó là vòng loại quá thành công của những chú voi chiến khi có thành tích bất bại cùng với lối chơi TikTok mà truyền thông gọi đó là Tiki Taka phiên bản Thái Lan. Chiến tích vào đến vòng loại cuối cùng World Cup với cách thức quá hoành tráng đã tạo ra cơn sốt bóng đá rộng khắp xứ sở Chùa Vàng. Huấn luyện viên Kiatisak khi đó được tung hô như là người hùng sẽ thắp sáng giấc mơ World Cup cho bóng đá Thái Lan. Tin rằng là mình đã vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á, người Thái bắt đầu mạnh mẽ tấn công vào top đầu anh hào châu lục. Thế nhưng mộng đẹp đã nhanh chóng biến thành ác mộng khi mà Thái Lan sững sờ nhận ra sự thật trần trụi rằng mình vẫn còn ở khoảng cách quá xa so với nhóm elite ở châu Á. 6 tháng sau khi đoạt vé, Thái Lan mở đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2018 bằng thất bại 0-1 trước Ả Rập Xê Út vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Họ choáng váng khi mà thua 4 trận liền trước khi có được 2 trận hòa trước Australia và UAE ở vòng 5 và vòng 8.
Thất bại 1-2 trước Australia vào ngày 5 tháng 9 năm 2017 không còn khiến cho ai quan tâm nữa khi mà Thái Lan xếp chót bảng B với chỉ có 2 điểm nhờ có 2 trận hòa, còn lại là 8 trận thua trắng bụng. Giấc mơ World Cup và cơn sốt bóng đá của Thái Lan đã vỡ nát y hệt cách lối chơi TikTok của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Cú sốc đó đã làm rúng động bóng đá Thái Lan, nó không chỉ khiến cho huấn luyện viên Kiatisak chia tay đội tuyển cùng với giấc mơ dang dở về cuộc cách mạng lối chơi cho đội tuyển quốc gia, mà còn khiến đảo lộn thượng tầng khi mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan có chủ tịch mới và mở ra triều đại mới. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng 16 năm, Thái Lan mới lại có một lần nữa vào đến vòng loại World Cup dành cho các đội bóng đá ưu tú nhất ở châu Á. Con số 16 năm ấy đủ để thấy rằng Thái Lan cũng phải rất vất vả mới tái hiện được chiến tích ấn tượng này ở trong lịch sử bóng đá của họ. Cũng không bất ngờ khi mà một Thái Lan mới chỉ vượt tầm Đông Nam Á và tịnh tiến ra châu Á chỉ giành có vỏn vẹn 2 điểm ở vòng loại cuối cùng. Những thất bại liên tiếp trước các đội tuyển Nhật Bản, UAE, Iraq, Australia đã trở thành chuyện hiển nhiên với Thái Lan. Thế nhưng tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi đó là ông Somiot Pumpawan lại không chấp nhận điều đó. Ông nói rằng thật đáng xấu hổ khi mà đội tuyển Thái Lan thua với các tỷ số 0-3, 0-4 rồi đứng chót bảng ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2018. Nếu như ai đó hài lòng với những chiếc huy chương vàng SEA Games hay là vô địch AFF Cup rồi thua ở những đội tầm châu Á thì cứ việc, còn tôi thì không. Ông Somiot Pumpawan đã nói như vậy và chấp nhận đơn từ chức của Kiatisak trong bối cảnh mà đội tuyển Thái Lan đã sớm dừng cuộc phiêu lưu ở vòng loại thứ 3 lúc bấy giờ. Tất nhiên là Kiatisak cũng không khỏi tự ái trước kỳ vọng quá tầm với của tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ông đã phản pháo ở trên trang Fox Sports của châu Á rằng đội tuyển Thái Lan đã có những trận thua, thậm chí là thua đậm trước những đối thủ vượt tầm, nhưng chúng tôi vẫn được người hâm mộ yêu mến vì đã thi đấu tận lực. Thế nhưng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và những thành viên ban chấp hành đã phớt lờ mà thay vào đó đã vội phán xét là chúng tôi kém cỏi. Thực tế thì Kiatisak cũng đã xác định rõ là đội tuyển Thái Lan không có cửa ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Ông đã đặt trọng tâm rõ ràng cho đội tuyển Thái Lan rằng: "Tôi muốn cải thiện tiếp lối chơi của đội tuyển Thái Lan đạt tầm khu vực, tranh chấp ngang ngửa với mọi đối thủ chứ không chơi theo kiểu dưới cơ nữa. Cầu thủ Thái Lan phải thích nghi mọi hoàn cảnh, chiến thuật và thi đấu như là những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ. Nếu như cải thiện tiếp điều này, tôi tin rằng tương lai gần bóng đá Thái Lan sẽ phát triển mạnh lên đạt tầm châu lục." Rõ ràng là sự ảo tưởng về thành tích khi đó đã đẩy bóng đá Thái Lan vào tình thế cài số lùi. Những huấn luyện viên đẳng cấp ở trên giấy tờ như là ông Milovan Rajevac, Akira Nishino cũng không thể giúp cho bóng đá Thái Lan tiến lên mà thậm chí còn lùi sâu vào thất bại. Suốt 4 năm qua, Thái Lan để cho Việt Nam vượt mặt. Từ SEA Games, AFF Cup và đến nay là vòng loại World Cup, Thái Lan đều thất bại cay đắng. Người hâm mộ Thái Lan bắt đầu nhớ Kiatisak hơn bao giờ hết. Trong khi đó thì chính Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng không rõ ràng về hướng đi và chiến lược của mình như thế nào. Kiatisak đã đến với Việt Nam và đang giúp cho Hoàng Anh Gia Lai thăng hoa ở V-League 2021. Thế nhưng ở quê nhà của ông, bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển vẫn đang lạc lối cho đến tận lúc này, tụt lại ở Đông Nam Á và thậm chí xếp sau cả Việt Nam và Malaysia. 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam vẫn còn ở một khoảng cách khá xa so với Thái Lan, như cách mà thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura chỉ biết co mình để chịu trận, thụ động phá lối chơi của đối thủ bằng phòng ngự số đông. Còn lúc này thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là bóng đá Việt Nam vẫn chưa là vượt trội hẳn so với người Thái. Thái Lan thất bại nặng nề, xếp áp chót bảng G ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhưng trong cả hai trận đối đầu, kể cả ở Mỹ Đình, thì người Thái vẫn là kẻ trội hơn và buộc đội tuyển Việt Nam phải hạ thấp đội hình để phòng ngự và chờ cơ hội để phản công. Nhắc lại chi tiết này để nói rằng Việt Nam vẫn đang xếp đầu ở Đông Nam Á cả về vị trí ở trên bảng xếp hạng FIFA lẫn thành tích ở vòng loại World Cup, nhưng sẽ là quá chủ quan và ảo tưởng để khẳng định rằng chúng ta đã bứt khỏi tầm khu vực. Nên nhớ là đội tuyển Thái Lan đến UAE, họ vắng rất nhiều trụ cột đang chơi bóng ở tại J-League 1. Nói vậy không phải là để hạ thấp giá trị của chiến tích lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Thực tế thì bảng G cũng rất khó đá khi quy tụ đến 4 đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á và không ai là cam chịu phận lót đường cả. Tuyển Việt Nam quá xuất sắc và hay nhất ở trong lịch sử nhưng cần tỉnh táo để biết rõ rằng mình đang ở đâu. Xác định vị trí số 1 Đông Nam Á nhưng sẽ không khả thi nếu như chúng ta yêu cầu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải tranh 2 vị trí đầu bảng ở vòng loại cuối cùng và thậm chí là tranh suất thứ 3 để sẽ đá trận play-off tranh vé vớt với suất play-off liên lục địa. Trận thua UAE vừa qua, đặc biệt là hiệp 1 bị động đã vỡ ra rất nhiều điều. Chất lượng tuyến giữa, đặc biệt là ở khả năng tranh chấp và sức mạnh, tốc độ vẫn là những hạn chế của đội tuyển Việt Nam.
Nhưng nên nhớ là ở tại châu Á, UAE chỉ xếp hạng 8, còn vẫn thua xa so với các ông kệ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran hay Qatar. Sau trận đấu, tiền đạo Tiến Linh đã khẳng định rằng nếu như đội tuyển Việt Nam gặp lại UAE thì sẽ khác, đã cho thấy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút ra bài học đắt giá. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn là sẽ cần hơn tâm thế thử thách bản thân để học hỏi hơn là ảo tưởng khoác lên mình giấc mơ quá khổ ở tại World Cup 2022. Rất có thể là ông Park sẽ mở cơ hội cho những tiền vệ thiện chiến như là Cao Văn Triền, Khắc Ngọc hay Văn Thuận v.v. Tuyển Việt Nam cần phải hoàn thiện bản thân, biết mình biết ta hơn. Chúng ta cần học hỏi và tiến bộ theo lộ trình riêng của mình để tránh những sức ép không cần thiết và biết đâu sẽ tạo ra được bất ngờ tích cực. Để tận dụng tối đa và khí thế lịch sử lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cần phải tham khảo rất kỹ bài học từ ác mộng World Cup của Thái Lan. Vết xe đổ giữa Kiatisak và Liên đoàn bóng đá Thái Lan là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với những nhà làm bóng đá Việt Nam cần phải hiểu và tránh khỏi sai lầm từ nước bạn. Đội tuyển Việt Nam giống như đang ở vùng nước lợ, với lưng chừng giữa đẳng cấp khu vực và châu lục, giữa ao làng và biển lớn. Điều đó cũng có nghĩa rằng là chuyện Việt Nam có thể lập tức đạt đến tầm cỡ top đầu châu Á là bất khả thi. Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ phải đối diện với những trận thất bại trước Nhật Bản, Iran, Iraq như là những gì đã trải qua ở Asian Cup. Việt Nam hoàn toàn có thể phải dừng bước sau vòng loại này. Nên nhớ là tỷ lệ tham dự vòng chung kết World Cup của đội tuyển Việt Nam sau khi bước vào vòng loại này chỉ là 4,44%. Đó là một con số quá thấp đủ để chúng ta không ảo tưởng. Dẫu vậy thì ở một góc độ phù hợp hơn, chúng ta hãy kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần như thế nào, sự quyết tâm ra sao và học hỏi tích lũy kinh nghiệm được gì trong lần đầu bơi ra biển lớn. Về phần huấn luyện viên Park Hang-seo thì có lẽ ông cũng may mắn khi mà luôn nhận được sự hậu thuẫn từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như là Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tất cả đều xác định được vị thế của Việt Nam hiện giờ và cùng chung tay để từng bước đi lên. Rõ ràng về điều này thì huấn luyện viên Park Hang-seo thuận lợi hơn rất nhiều so với tình cảnh của Kiatisak cách đây 4-5 năm về trước. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.